Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Oncos Memorial, một bệnh viện phi lợi nhuận mà Hương Thơ đang làm việc toàn thời gian và được bầu chọn lần thứ tư là Best Hospital ở quận Cam. Và hôm nay quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với bác sĩ Quách Đức Trí, chuyên về sản phụ khoa, và đề tài ngày hôm nay nói về ung thư vú ở thai phụ. Thưa bác sĩ, khi mà bị muốn chẩn đoán, khi mình phát hiện có những dấu hiệu của ung thư vú của một người đang mang thai, thì tất nhiên muốn chẩn đoán cho chính xác thì phải trải qua những thử nghiệm, như phần đầu chúng ta nói là phải đi chụp ultrasound, làm mammogram hay là làm MRI, nhưng phải cẩn thận để cho tránh bị expose nhiều quá, tiếp cận nhiều quá với quang tuyến. Nhưng mà kế tiếp thì khi nói đến ung thư, người ta phải làm biopsy, làm sinh thiết, thì cái điều đó nó có hại cho thai nhi khi mà khi làm sinh thiết tất nhiên phải dùng thuốc mê, phải không bác sĩ? Vâng, những vị bác sĩ mà phải làm sinh thiết đó thì mình có thể làm trong lúc mà local, tức nhiên là chỉ chích thuốc tê xung quanh cái nơi ngực thôi. Còn thỉnh thoảng nếu mà những cái tế bào đó nhìn thấy sâu quá đó mà cần phải gây mê đó, thì những cái đoạn mà giống như đoạn 2 hay đoạn 3 trong lúc thời gian mang thai đó thì cũng có thể sử dụng được một cái loại thuốc gây mê để sử dụng để cho làm lấy mấy cái sinh thiết đó. Nhưng mà nói chung thì needle biopsy hay là những cái gì đó thì có thể làm ở phòng mạch, nên có thể là chích thuốc tê thôi. Yeah. Còn trường hợp mà cần cái giai đoạn mà nó cần phải mổ, giải phẫu đó bác sĩ, thì ở chu kỳ tháng mấy thì nó an toàn ạ? Giải phẫu có thể là làm trong 3 chu kỳ cũng được. Tất nhiên là giải phẫu là phải gây mê. Mà gây mê trong cái thời gian 2 tiếng, 3 tiếng đó, thì nếu mà áp dụng trong phải làm trong 3 tháng cuối đó, thì trước khi gây mê thì phải kiểm soát em bé, rồi sau khi đó cũng phải vẫn kiểm soát. Nhưng mà trong thời gian lúc mà mang thai đó, giải phẫu gây mê thì cũng vẫn có thể xúc tiến được. Vâng, còn câu hỏi rất là quan trọng là có trường hợp có bao giờ phải cứu mẹ mà bỏ con không thưa bác sĩ? Trong cái trường hợp đó đó, chúng tôi cũng có thấy nếu mà ung thư nó đã qua cái đoạn nguy cơ, với lại tùy theo cái đoạn thai, nếu mà cái đoạn thai trong 3 tháng đầu á, thì cái đó là cái sự quyết định của người mẹ, tại vì có thể là những cái giải pháp mà để cho điều trị nó không có kéo dài đến chờ đến lúc sanh được. Nhưng mà cái ung thư vú nó khác là ung thư cổ tử cung, ví dụ như trong trường hợp ung thư cổ tử cung hay ung thư buồng trứng trong lúc mang bầu, là tại vì những bộ phận mà cổ tử cung với lại buồng trứng á, nó có liên quan với cái sự của cái bào thai, nên không có được, nếu mà điều trị về ung thư cổ tử cung trong thời gian đó thì ảnh hưởng em bé trực tiếp. Còn cái cách mà điều trị cho ngực á, trong lúc mang bầu á, thì nó khác, là tại vì miễn sao thuốc không ảnh hưởng bé, nếu mà sử dụng thuốc không ảnh hưởng bé, với lại tùy theo cái đoạn. Nếu mà còn sớm thì người phụ nữ có thể chọn, chúng tôi muốn kết thúc cái thai rồi sau khi đã được điều trị. Nhưng mà còn nếu mà khám phá trong 3 tháng, từ 24 tuần trở đi đó, thì cái đó là không phải là một cái sự lựa chọn được nữa. Tất nhiên là phải điều trị. Có nhiều người chọn những cái kế hoạch điều trị mà không sử dụng thuốc, không có sử dụng phóng xạ, tất nhiên là đi trực tiếp đến cái giải phẫu mà cắt hết đó, thì cái đó là chỉ là phải đi cái sự nguy cơ là cái dùng thuốc gây mê thôi, chứ không phải là phóng xạ hay là cái thuốc chemotherapy mà có thể ảnh hưởng em bé. Cái tác động của gây mê đến đối với thai nhi là những gì thôi? Em bé cũng sẽ có những cái mẹ ngủ thì em bé sẽ ngủ trong thời gian đó, nhưng mà đó cũng là cái thuốc nó sẽ vào đến em bé, nhưng mà cái đó là một cái tỷ lệ mà cái sự nguy cơ nó không có cao, cái lợi nó nhiều hơn. Yeah. Vâng. Vậy trước khi Hương Thơ bước qua một câu hỏi kế tiếp về cái một chương trình rất là đặc biệt, xin bác sĩ có thể tóm tắt những cái điểm quan trọng trong cái đề tài ngày hôm nay ạ. Yeah.
ung thư vú trong lúc mang thai hay là trong một năm sau khi mang thai đó, thì lẽ nhiên nó sẽ ảnh hưởng gì cái vấn đề mà mang con hay là cho con nuôi con trong năm đầu, ví dụ như là sau khi sanh nếu mà phải trong thời gian điều trị thì mình không có thể cho bé bú sữa mẹ được, thì cái đó nó phải cân lượng cái điểm lợi điểm hại. Nhưng mà nói chung thì ung thư vú cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong lúc trong cuộc đời của người phụ nữ. And nên để ý những cái triệu chứng. Nếu mà thấy ngực đau một chỗ thường xuyên, mình thấy mình cảm giác có một cái nang trong ngực thì nên đi khám sớm để cho được điều trị. Cảm ơn bác sĩ Chí về đề tài ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được bước qua một cái đề tài khác ở đời thường. Như quý vị biết, bác sĩ Chí là một bác sĩ rất là bận rộn trong công việc của một người y sĩ. Nhưng mà bên cạnh đó, bác sĩ cũng không quên nguồn cội và ghi ân các cha anh bác sĩ và một nhóm bác sĩ khác là những người founder, những người sáng lập ra cái Museum Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Cộng Hòa ở quận Cam, và là những người có thể nói là hậu duệ của cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày 20 tháng 10 sắp tới đây, bác sĩ cùng các thành viên khác trong hội sẽ tổ chức một buổi gây quỹ, một buổi dạ tiệc vào ngày 20 tháng 12, buổi thứ Sáu, tại nhà hàng Seafood Palace nằm trên đường Westminster và Golden West, để gây quỹ để tiếp tục có thể duy trì cũng như là phát triển cái museum này. Xin bác sĩ có thể nói thêm cái mục đích của cái xây dựng cái Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào? Dạ, cảm ơn cô, nhờ chị Hương Thơ đã nêu lên cái chương trình này. Từ lúc đầu á, chúng tôi với lại những các bạn đó muốn lập ra một cái nơi mà để chúng tôi có thể giữ lại những cái lịch sử của cha mẹ của Việt Nam Cộng Hòa, cha ông của Việt Nam Cộng Hòa, với cái mục tiêu là để cho truyền cho thế hệ sau những cái gì mà lịch sử mà nhiều khi tại vì hoàn cảnh của sau khi kết thúc chiến tranh kết thúc á, lịch sử sự thật của chúng tôi của thế hệ đó không có được nói ra. Ví dụ là cái chương trình của ông Ken Burns gần đây, trong đó có rất nhiều đề tài mà của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà không có được nói, những cái sự thật đó không có được nói ra. Ý bác sĩ nói là cái phim Vietnam War không ạ? Cái phim Vietnam War mà chúng ta mới đó là một. Nên chúng tôi muốn có một cái nơi mà những cái câu chuyện, những cái sự thật, những cái chuyện mà đã xảy ra mà không có được nói lên của truyền hình Mỹ, hay là tại vì những cái trường hợp mà của chính trị hay là trường hợp của văn hóa, chúng tôi muốn bảo vệ cái đó để cho những thế hệ sau thấy là những cái công việc cộng đồng của chúng ta ở đây là cũng là cộng đồng của tị nạn cộng sản, nên chúng tôi phải nhớ cái nguồn đó với lại nhắc nhở là những thế hệ sau này để cho tôn trọng, tôn vinh những cái công việc mà ông cha của mình đã đi trước đã lập, rồi chúng tôi muốn tiếp tục cái đó. Vâng, thưa quý vị, buổi dạ tiệc gây quỹ có tên là Chiều Hành Quân, nghĩa là đó là một tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, một tác phẩm nói về đời lính chiến. Mà đa số những sáng lập viên đều là các bác sĩ như bác sĩ Quách Nhất Trí, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, bác sĩ Trêm Việt Trần và nhiều người thân hữu khác đã là con em hậu duệ của những cha ông đã từng khoác áo chiến binh. Và hôm đó Hương Thơ cũng rất hân hạnh được volunteer làm người điều hợp chương trình cùng với một số nghệ sĩ khác. Thân mời quý vị đến với chương trình, và mọi thắc mắc hay là muốn bảo trợ hay là mua vé để tham dự, nhất là những người đã có những người thân cha ông đã từng là cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, xin quý vị gọi cho số điện phone trên màn ảnh là số phone của văn phòng bác sĩ là 714-799-7522 để đặt vé chỗ trước, tại vì cái chỗ có giới hạn, quý vị đến càng đông để tỏ lên cái tinh thần bất khuất và tri ân của những người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã một thời gọi là oai hùng. Và Hương Thơ rất cảm động khi tới cái museum đó, nhìn thấy những màu áo khác nhau, những cái huy chương, những hình ảnh, những cái model mà được các con em làm thành một cái lịch sử mà chúng ta có thể xem bằng mắt.
Vé là 50 Mỹ Kim và VIP là 100 Mỹ Kim. Có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp đến tham dự và có gây quỹ, có bán đấu giá những cái phẩm vật rất là giá trị. Một lần nữa xin mời quý vị tới buổi tiệc gây quỹ Chiều Hành Quân, nghe cái tên là mình thấy rất là cảm động, vào ngày 20 tháng 10 thứ Sáu tại nhà hàng Seafood Palace, góc đường Westminster và Golden West. Rất là cảm ơn bác sĩ Trí với tinh thần cũng như là sự tận tâm của bác sĩ trong công việc của bác sĩ bao năm qua. Hẹn bác sĩ vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị, chương trình Câu Chuyện Y Khoa xin hẹn quý vị lần sau.